Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo kẻ thì gì. Như anh em cũng đã biết, Đường Tam chỉ là một trong những nhân vật mạnh nhất trên toàn bộ Đấu La Đại Lục. Mặc dù Hắc Vũ Hào cũng sẽ đạt đến vị trí thần vương, thế nhưng gần như không thể nào vượt qua được Đường Tam. Anh ta sở hữu song thần, vũ khí chính của anh chính là sức mạnh của Tu La. Trong trạng thái này, Đường Tam không thể bị đánh bại. Tại Đấu La Đại Lục, Đường Tam đã trải qua nhiều khó khăn và nguy hiểm, cuối cùng trở thành Tu La thần. Anh đã hồi sinh Tiểu Vũ và các thành viên trong Thất Quái Sư Lệ Các cũng trở thành thần. Đường Tam cũng không quên cha mẹ của mình, họ đã trở thành những vị thần bảo hộ của Đấu La Đại Lục. Sau khi Đường Tam đánh bại Hủy Diệt Chi Thần, anh thực sự trở thành người mạnh nhất ở trong thần giới. Tuy nhiên, anh chỉ có thể nằm ở trong top 3 trong số 12 thần vương. Điều này chính là do anh có thân phận Hải Thần và Tu La Thần và sở hữu hai siêu thần khí, Hải Thần Tam Sở Kích và Tu La Ma Kiếm. Thế nhưng Đường Tam không phải lúc nào cũng là vị thần mạnh nhất. Sau khi thăng nhập thần giới, anh kế thừa sức mạnh của Tu La Thần, người thi hành luật pháp và bảo vệ. Ban đầu thì anh nghĩ rằng sau khi thăng lên thần giới, mọi thứ sẽ dễ dàng và đơn giản hơn với anh. Tuy nhiên trong thần giới anh nhận ra rằng, dù đã kế thừa quyền lực của thần vương, anh vẫn rất là yếu, anh có thể được xem là người nhỏ tuổi nhất trong số các thần vương khác. Để có thể đứng vững trong thần giới và trở nên mạnh mẽ, để đủ điều kiện làm thần vương, Đường Tam đã phải rèn luyện chăm chỉ. Đáng chú ý là tài năng của Đường Tam đã thực sự xuất sắc và sức mạnh của anh trong thần giới tăng lên nhanh chóng. Chỉ sau một thời gian ngắn bắt đầu tu luyện, anh đã vượt qua nhiều người khác và trở thành thần vương có sức mạnh cao nhất ở trong thần giới. Đúng vậy, trong thế giới này các vị thần cũng tiếp tục phát triển và gia tăng sức mạnh. Trong thế giới con người, đối với bất kỳ hồn sơ gì, cấp 100 là giới hạn. Để thăng lên một cấp độ cao hơn, bạn phải rời khỏi thế giới con người. Việc phát triển trong thần giới chỉ là rất quan trọng. Qua nhiều năm tồn tại của thần giới đã có nhiều thần vương mạnh mẽ. Trong số tất cả các sinh vật mạnh mẽ, Đường Tam chỉ xếp thứ 5. Trước mặt họ anh chỉ là một người em nhỏ. Vậy những vị thần đó là ai? Đầu tiên chính là Tu La Thần đời trước. Ông chính là người đã giao vị trí cho Đường Tam. Tu La Thần trước đây có thể được coi là người bảo trợ cho Đường Tam. Mặc dù sức mạnh của Đường Tam hiện tại không yếu, thế nhưng vẫn kém xa Tu La Thần trước đây. Khi mà thần thú Long Thần đến gây rắc rối ở thần giới, Tu La Thần trước đây đã chém Long Thần thành hai nửa chỉ với một đòn. Về sức mạnh tấn công, Tu La Thần trước đây chỉ là người mạnh nhất trong số 5 thần vương. Ban đầu thì Đường Tam không thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của Tu La Thần. Tiếp đó chính là Long Thần. Mặc dù Long Thần không phải là một trong 5 thần vương vĩ đại, thế nhưng sức mạnh của Long Thần không kém gì thần vương. Ban đầu thì Long Thần không hài lòng với sự thiên vị của thần giới đối các hồn thú và đã bắt đầu một cuộc nổi loạn. 5 thần vương đã tập hợp sức mạnh để áp đảo Long Thần thành công. Điều này cho thấy sức mạnh của Long Thần. Với sức mạnh hiện tại của Đường Tam, nếu Long Thần sống lại, Đường Tam chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Long Thần. Thế nhưng sau này Đường Tam sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tiếp tục chính là Thiện Lương và Tà Ác Chi Thần. Thiện Lương và Tà Ác hiện tại mới thăng lên thần giới gần đây, thậm chí sau cả Đường Tam. Vì vậy với sức mạnh của họ chắc chắn họ không phải là đối thủ của Đường Tam. Thế nhưng thần Thiện Lương và Tà Ác trước đây chính là những thần vương lâu đời nhất ở trong thần giới, và họ cũng là một cặp vợ chồng cùng nhau mạnh mẽ hơn. Thường thì họ tiến lên và lùi lại cùng nhau. Vì vậy nếu tính cả hai người là một, họ sẽ có thể đối đầu với Đường Tam trong một thời gian. Ủy ban thần giới gồm 5 thần vương. Theo truyền thuyết trong thần giới, 5 vị thần vĩ đại đã tách xa từ thần sáng thế. Hai người đầu tiên chính là Thiện Lương và Tà Ác, đó chính là lý do họ rất mạnh mẽ. Thiện Lương có một bảo vật thần thánh, chính là trái tim thiện lành. Và Tà Ác có một bảo vật thần thánh, chính là cán cân công lý. Ngay cả Tu La Thần cũng tôn trọng khi mà thấy họ. Tiếp tục chính là Hủy Diệt Chi Thần. Hủy Diệt Chi Thần ban đầu là nguồn gốc của sự hủy diệt, vượt trội hơn cả bảo vật thần thánh. Sau nhiều lần luyện tập, ông đã trở thành thần hủy diệt và trở nên rất là mạnh mẽ. Trước khi thành thạo siêu thần khí của mình, ông đã có thể chiến đấu với Đường Tam thành công. Còn Hắc Vũ Hào, anh cũng trở thành Tình Tự Chi Thần và nâng cao địa vị của mình lên thần vương. Anh là một trong 18 vị thần chi cấp 1 của thần giới, kiểm soát 7 cảm xúc và 6 dục vọng. Tình Tự Chi Thần chỉ là một vị thần chi cấp 1 trước khi mà Vũ Hào thừa kế thần vị. Anh có khả năng kiểm soát nhiều cảm xúc: hạnh phúc, tức giận, buồn bã, sung sướng, tình yêu, ác và hận thù. Do các sức mạnh của cảm xúc đan xen với khả năng của thần Thiện Lương và thần Tà Ác, Tình Tự Chi Thần mạnh hơn thần chi cấp 1 trung bình khi mà ở cấp độ này. Khi dung niệm băng là Tình Tự Chi Thần, vũ khí bán thần của ông tượng trưng cho 7 cảm xúc. Dung niệm băng chính là thế hệ đầu tiên của Tình Tự Chi Thần và Vũ Hạo là thế hệ thứ hai của Tình Tự Chi Thần. Sau khi thừa kế thần vị, Vũ Hạo có sức mạnh của một vị thần chi cấp 1. Thế nhưng sau đó trong phần 3.5 và 4, anh đã thăng lên cấp độ thần vương. Sau cuộc chiến thần linh, Vũ Hạo đã trở thành thần vương và Tình Tự Chi Thần cũng được nâng lên ngai vàng thần thánh, trở thành một trong những thần vương trong vòng tròn của thần giới. Vậy các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.